Lâm Vĩ Dạ đeo mặt nạ hát bolero hay hú hồn, thử lòng Hứa Minh Đạt và cái kết. Lâm Vĩ Dạ khiến Hứa Minh Đạt bất ngờ khi giả làm thí sinh thi hát tại Ca Sĩ Bí Ẩn. Nhưng giọng ca của cô nàng mới là điều cư dân mạng chú ý. Mới đây, Lâm Vĩ Dạ khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện tại chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn với vai trò thí sinh. Nữ diễn viên đã cố tình làm điều này để thử lòng chồng mình là Hứa Minh Đạt. Vừa bước ra sân khấu, Lâm Vĩ Dạ với chiếc mặt nạ cầm theo hộp quà trên tay tiến về phía Hứa Minh Đạt. Đứng trước nữ thí sinh này, Hứa Minh Đạt tỏ chút ngại ngùng nhưng sau đó đã nhận phần quà được trao. Khi chiếc mặt nạ được tháo ra, sự xuất hiện của Lâm Vĩ Dạ đã làm cho Hứa Minh Đạt một phen thảng thốt. Không ngờ rằng nữ thí sinh vừa khiến anh bối rối lại chính là vợ mình. Lâm Vĩ Dạ giả làm thí sinh để lật mặt Hứa Minh Đạt mê gái quên vợ. Bên cạnh đó, Lâm Vĩ Dạ cũng tỏ ra hờn giận chồng mình vì mê gái quên vợ. Lâm Vĩ Dạ trách yêu Hứa Minh Đạt không nhận ra giọng của vợ mình. Nếu Hứa Minh Đạt bất ngờ vì Lâm Vĩ Dạ lại là thí sinh của Ca Sĩ Bí Ẩn, thì cư dân mạng lại xôn xao vì giọng hát thật của cô nàng. Lâm Vĩ Dạ lựa chọn ca khúc Ai Khổ Vì Ai để thể hiện trên sân khấu. So với những lần khiến người nghe phải hoảng hốt với giọng hát của mình, lần này Lâm Vĩ Dạ lại thể hiện chất giọng rất nhẹ nhàng. Với ca khúc Bolero, dù không phải hoàn hảo, nhưng nữ diễn viên hài vẫn cố gắng truyền tải vào đó những cảm xúc của mình. Phần trình diễn của Lâm Vĩ Dạ vẫn được khán giả nhớ đến với giai điệu và câu chuyện tình cảm được nhắc đến trong Ai Khổ Vì Ai. Có thể nói khi thực sự nghiêm túc với âm nhạc, Lâm Vĩ Dạ không phải là giọng ca thảm họa đến mức đáng sợ của showbiz Việt. Lâm Vĩ Dạ hiện nay là nữ diễn viên hài được rất nhiều người yêu thích. Với nét tính cách đơn giản và khả năng diễn xuất, Lâm Vĩ Dạ khẳng định được chỗ đứng của mình trong làng hài hiện nay. Bên cạnh khả năng diễn xuất, Lâm Vĩ Dạ hóa ra cũng có chút khả năng về âm nhạc.